về ngôi nhà. Cái bức tường thì sơn cái màu vàng rất là đặc trưng của người Pháp. Ở ngoài thì em thấy có nhiều đồ ăn ngon lắm này, đó là lý do em đưa anh chị đi vào đây. Bánh mì siêu mại. Anh thì thấy nước nó đen không? Nó đen ngon luôn. Mấy cái cây súng này. Bên phía kia người ta đang làm đường, chắc có lẽ là sau khi làm đường thì người ta sẽ cải tạo lại cái hồ này. Ở đây là khu phía bên trong, thì chúng ta nhìn vào thì sẽ thấy dinh thự ha, dinh thự cổ, với giá vé bây giờ là 30 ngàn một người và trẻ em thì chỉ có 15 ngàn thôi anh chị. Cho con lông bò hút đi chứ. Lông bò hút. Dạ. Ở trên con đường Trần Hưng Đạo, một cái con hẻm nhỏ rất là yên bình, đưa anh chị vào trong một cái con hẻm này để cảm nhận được cái không khí nó yên bình anh chị ha. Đi hướng này thì chúng ta sẽ về con đường Trần Phú, con đường Dạ Xin ngày xưa. Và tại cái vị trí này thì có một cái ngôi biệt thự của Pháp khá là cổ rồi. Thì nhân dịp đây thì em cũng muốn đưa anh chị ngắm nhìn cái ngôi biệt thự cổ ngay khu vực cái cây, cái gốc cây rất là to anh chị. Em sẽ đứng đây một chút xíu anh chị ha. Anh chị thấy cái mái ngói, những cái viên ngói ngày xưa đó. Rất là hay luôn anh chị ha. Họ làm cái miếng ngói hình hình chữ nhật. Nó không có giống như những cái ngói bây giờ người ta làm. Ở đây thì hiện tại bây giờ không có ai ở đây hết, khóa cửa rồi. Chia sẻ cho anh chị một vài hình ảnh về ngôi nhà. Cái bức tường thì sơn cái màu vàng rất là đặc trưng của người Pháp. Em thấy là ở trên thì có một cái cánh cửa đang mở anh chị, không biết bây giờ người ta sử dụng ngôi nhà này để làm nhà kho hay là làm để chứa đồ gì, nhưng mà thấy có vẻ bỏ hoang từ lâu rồi anh chị. Khóa cửa. Ở đây nó yên tĩnh lắm. Ở đầu đường thì có một cái doanh trại quân đội. Riêng đối với cái cây này thì nó nằm lẻ loi ở cái khu vực này, người ta đã chặt bớt một cái nhánh phía bên mé trái. Bà con mình sống xung quanh này, phơi đồ quần áo này anh chị thấy không? Xung quanh thì một dãy nhà trọ. Riêng đối với cái khu vực bên tay phải của em là khu vực doanh trại quân đội. Đó, ngôi nhà xưa ơi là xưa, rong rêu mọc. Có một cái ngõ nhỏ đi vào cái lối này thì chúng ta thấy một cái quán cà phê nằm tút ở phía sau. Ngôi biệt thự khá là đẹp anh chị ha. Ở đây là cái dãy nhà trọ anh chị nè. Nguyên một dãy nhà trọ. Hội trường tổ dân phố 8 cộng 9. Trên con đường Trần Hưng Đạo. Trên con đường Trần Phú. Phía trước chúng ta thấy đó là con đường Trần Phú rồi. Tại cái vị trí này thì có một cái gốc cây đa rất là to anh chị nè. Với bộ rễ rất là nhiều các cái rễ con. Đối diện đây thì chúng ta thấy công viên con đường Trần Phú.
anh chị ha. Đó, có mấy anh đang tập thể dục ở đầu kia, anh chạy trên những cái miếng vỉ sắt, anh chị, người ta làm những cái vỉ sắt để là thay vì mình chạy bộ thì mình chạy ở đây, tại chỗ ở đó, nó giống như là cái máy chạy bộ. Còn đối với khu vực này thì họ trồng hoa cẩm tú cầu rất là nhiều, thỉnh thoảng thì có người ra đây để mà chụp hình, người ta treo cái bảng là không nên bẻ hoa, hoa là phải nâng, nâng như là nhân chứng anh chị. Tại cái vị trí này cũng còn rất là nhiều các cái hoa cẩm tú cầu. Xa xa phía trong kia thì anh chị thấy anh em đứng và hùng đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt. Thì đối với anh em nướng bà Hùng thì tại cái khu vực này là chi nhánh thứ ba rồi. Đó, khách du lịch ở đây thì dễ tiếp cận hơn anh chị. Hôm nay thì trời âm u quá. Trời nhiều mây. Lại được gặp cô chú anh chị và các bạn ở trong một buổi chiều. Ở đây là khách sạn Ba Lát, còn đi về phía tay trái của em là con đường Bá Đa Lộc, con đường Hà Huy Tập ngày nay. Xin phép cô chú anh chị và các bạn một chút thời gian, em sẽ đi vào cái con hẻm này. Ở ngoài thì em thấy có nhiều đồ ăn ngon lắm này, đó là lý do em đưa anh chị đi vào đây. Bánh mì siêu mại. Bánh tiêu, có bán bánh tiêu ở trong cái hẻm này mà, có bán bánh tiêu thơm ơi là thơm anh chị. Trong nhà hẻm hóc nhiều quá, có cái hẻm nhỏ này chỉ dành riêng cho xe máy thôi, mấy lại người đi bộ anh chị đi thông qua bên cái ấp bên trên con đường Trần Phú. Số cũ là 24/12, tới đây hết đường rồi, và em cũng xin phép đưa anh chị đi ra lại ha. 24E/9 đường Trần Phú, trên con đường Trần Phú, con đường Dạch Xin ngày xưa anh chị, thì cũng có rất là nhiều cái con hẻm, ví dụ như là cái con hẻm này chẳng hạn. Có những cái ngôi nhà xưa lắm rồi anh chị, ví dụ như cái căn nhà ở phía trước này, anh chị thấy cái cửa gỗ mà nó bạc hết cả màu rồi anh chị ha, những cái cửa ngày xưa người ta hay làm cái kiểu đó, rồi mưa gió nắng rồi nó sẽ bạc màu. Hướng đông, ở hướng đông thì nằm phía sau, còn hướng tây thì nằm về phía trước camera. Anh chị ha, đầu đường thơm quá, có 2-3 người bán. Còn hẻm ăn uống phía bên phải là nhà thờ con gà anh chị. Rồi em sẽ đưa anh chị đi lang thang. Thì tới cái vị trí này thì em thấy có một cái tiệm bánh mì nổi tiếng Nhân Ngãi. Thì hiện tại là có 3 chi nhánh, một là ở đường Hai Bà Trưng. Chi nhánh đầu tiên là ở trên con đường Võ Tấn. Về bên phía trái của em là con đường Đào Duy Từ, và tay phải là dốc Bà Triệu anh chị ha. Đây là trường nghề La San về phía tây trái của em. Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Em đang có mặt ở trên con đường Huỳnh Thúc Kháng. Thì hôm nay một buổi chiều lại tiếp tục được cùng đồng hành với cô chú anh chị và các bạn. Và trong clip ngày hôm nay rất là vui được đưa cô chú bác anh chị và các bạn chúng ta đi tham quan phố phường trong những cái ngày sắp tới. Chuẩn bị cái ngày 30 tháng 4 rồi, cho nên là em sẽ tìm về những cái vị trí, những cái khu du lịch, chia sẻ cho anh chị cập nhật được một số cái tình hình
Và đặc biệt ở trên con đường Huỳnh Thúc Kháng này thì có biệt thự Hàng Nga, rất là nhiều các cái ngôi nhà ở quanh đây, nhưng mà chỉ có ngôi biệt thự Hàng Nga là nổi trội nhất ở trong cái khu vực này. Ở trong cái biệt thự này thì có quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật, rất là nhiều các cái phong cách đặc biệt. Anh chị thấy có đông không? Hôm nay khách du lịch mình đi tham quan biệt thự Hàng Nga này anh chị này, xe taxi thì đang xếp hàng dài để mà đợi khách, mà khi mà tham quan ra thì mấy anh taxi này anh sẽ chặn đầu anh đón. Ngôi biệt thự Hàng Nga này thì tọa lạc ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng. Trong khuôn viên của ngôi biệt thự này thì rộng tới 2.000 m². Ngôi biệt thự này khai trương vào năm 1990 lận anh chị. Và đặc biệt hơn nữa là tòa nhà này được xếp vào nhóm 10 tòa nhà kỳ lạ nhất theo một số bình chọn của Nhân dân Nhật báo của bên Trung Quốc đó anh chị. Và theo một số người bạn em đã vào đây rồi thì có kể rằng là trong này thì có rễ cây, xương sẩu bằng bê tông, mạng nhện khổng lồ làm bằng dây kẽm, và có một cái phòng trà nhỏ ở bên trong, con hươu cao cổ rất là to, rất là nhiều cái thú vị ở trong này. Và chủ nhân của tòa nhà này là bà Đặng Việt Nga anh chị. Dạ rồi, bây giờ em xin phép mời cô chú anh chị và các bạn đi cùng em nhé. Em sẽ lăn bánh từ cái vị trí này, đi ngang qua biệt thự Hàng Nga, chia sẻ cho anh chị một số tình hình khách du lịch. Thì ở đây có bảng giá này, mấy chục ngàn một vé thôi. Có cái anh này anh mặc áo trai, người lớn thì 60.000, còn trẻ em thì 20.000. Đến Đà Lạt thì cũng có rất là nhiều các cái nơi thú vị, ví dụ như là biệt thự Hàng Nga này. Nếu mà cô chú bác anh chị và các bạn mà chưa đi thì có thể lên Đà Lạt để mà khám phá thử cái ngôi biệt thự kỳ quái này. Em nghĩ là sẽ có rất là nhiều điều thú vị ở bên trong. Ở bên này thì chúng ta cũng thấy có một cái ngôi biệt thự của Pháp anh chị này. Thì ta là công ty Hoa Hướng Dương thì nằm ở bên này. Còn ở đây thì người ta khóa cửa hết rồi anh chị. Không biết có người chăm coi không mà thấy khóa cửa ở trong rồi. Ở đây chi nhánh 2, người ta làm công ty cổ phần Hoa Hướng Dương. Cái dây leo nó leo đẹp quá anh chị ha. Nó leo đầy cái ngôi nhà luôn anh chị nè. Thỉnh thoảng thì chúng ta em hay đưa anh chị đi ngắm nhìn những cái ngôi biệt thự. Thì một số cái ngôi biệt thự thì cũng khá là cổ, tuy nhiên thì mở mặt bằng ra họ buôn bán. Ví dụ như căn biệt thự ở đây thì chúng ta thấy có cà phê Tình Khúc 1 này, số 19 đường Huỳnh Thúc Kháng, trên cái dãy nhà xưa đó anh chị thấy không, nằm ở phía sau cái ngôi biệt thự này là một cái quán cà phê. Thì xung quanh đây thì còn rất là nhiều biệt thự của Pháp. Wow, ngoài ra thì còn một loạt cái công trình bê tông cốt thép ở đây, không biết xây dựng cái gì đây. Em thấy khá là lớn anh chị này, có thể người ta xây khách sạn, mà em nghĩ chắc chắn là khách sạn là tại ở đây á, anh chị biết làm sao không, nó gần cái khu du lịch, gần khu biệt thự Hàng Nga. Tại vì khu biệt thự Hàng Nga thì em thấy ngày nào cũng có khách, đất bán này anh chị nè, nguyên một cái kiosk khá là rộng luôn. Wow, anh chị thấy đẹp không, quá trời là đẹp luôn ha. Đứng đây chút xíu cho anh chị ngắm nhìn cái ngôi biệt thự này.
Wow, đẹp quá. Bên này cũng vậy nè anh chị nè. Bên này thì chưa xây xong, mới tô tường ở ngoài thôi. Thì mai mốt nếu mà xây xong thì nó sẽ giống ngôi biệt thự bên này. Thì hiện tại là đang kinh doanh khách sạn. Rồi bên cạnh đây thì quán ăn quá trời luôn, lẩu nướng, quán xá mọc lên quá trời, vườn lan, lẩu gà nè, bò tơ Tây Ninh. Ngôi biệt thự cổ ở dưới, phía dưới nè anh chị nè. Đó. Đối với những cái ngôi biệt thự cổ bây giờ anh chị đi ngang qua nó vắng vẻ mà nó lạnh lùng. Nó lạnh lắm anh chị, nó mang một cái vẻ gì đó nó lạnh lạnh mà nó u ám, nó ảm đạm lắm anh chị. Không biết anh chị như thế nào, nhưng mà riêng đối với em mà mỗi lần đi ngang qua mấy cái ngôi biệt thự cổ của Pháp á, em thấy nó lạnh lạnh. Phía trước của em đây là con đường Pasteur. Thì em xin phép anh chị một chút xíu thời gian để em tìm về một cái quán cà phê nho nhỏ. Có một bác khán giả trên kênh có nhờ em. Thì bây giờ em sẽ tiến vào quán cà phê ở phía trước cô chú anh chị, và đây là một trong những cái quán cà phê mới mở anh chị này. Cà phê Betty này anh chị ha. Cho con lông bò hút đi chút. Lông bò hút. Dạ. Xin phép anh chị một chút thời gian, em sẽ đưa anh chị đi lên khu vực Dinh Bảo Đại. Đó, để coi tình hình hôm nay trên Dinh Bảo Đại có khách du lịch đông hay không. Cũng vắng vẻ anh chị ha, không có đông lắm. Bên này thì hàng quán thì quá trời luôn, mà bên này thì hàng quán thì rất là nhiều nhưng mà khách thì không thấy đâu. Cũng lai rai lác đác một vài khách tham quan. Chắc có lẽ là mấy bữa nay là chưa. Xe khách thì đổ ở đây anh chị, vào tham quan dinh thự của vua Bảo Đại thì ở trong lối vào ha. Để chúng ta chạy qua đây cập nhật một số cái thông tin về giá vé. Khách du lịch thì đang có hai bạn đang mua vé này. Dinh Bảo Đại được xây dựng từ năm 1933 cho đến 1938, là nơi gia đình vua Bảo Đại sinh sống và làm việc ở thành phố Đà Lạt đó anh chị. Và chúng ta biết là ngày hôm nay thì người ta cho khách du lịch vào tham quan ở bên trong này, với giá vé bây giờ là 30.000 một người, và trẻ em thì chỉ có 15.000 thôi anh chị. Thì ở đây là khu phía bên trong, thì chúng ta nhìn vào thì sẽ thấy dinh thự ha, dinh thự cổ. Ở đây người ta đang làm mấy cái vạch anh chị nè, để giảm tốc độ xuống. Phía con đường Hoàng Văn Thụ thì hôm nay trải nhựa khá là đẹp rồi. Và tới đây thì em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn, em sẽ kết thúc clip tại đây. Đưa anh chị đi. Wow, con anh thanh niên anh cúp đầu luôn. Ở đây thì em cũng xin phép anh chị, em sẽ kết thúc clip tại đây nhé. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip tiếp theo.
ở đây người ta không có cho mình đi rồi. Đó, ta đang chảy nhựa anh chị, cái chỗ này mấy bữa chảy mưa mưa, anh chị thấy là ta để những cái xe khách đó